Hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ phần 2 của sách Ta xuống tìm em dưới cõi trần. Chương 2: Vượt qua những chướng ngại. Con người vừa hỏi tôi: Thượng đế đầy quyền năng như vậy, sao lại tạo ra quá nhiều đau khổ như thế? Thượng đế không tạo ra đau khổ, mà chính bàn tay con người chúng ta đã tạo ra tất cả những điều này. Thượng đế không tạo ra súng đạn, Thượng đế không hề tạo ra bom nguyên tử. Chính bàn tay chúng ta đã tạo ra những thứ này. Cho nên, nếu chúng ta ngừng tạo ra thì đau khổ sẽ chấm dứt. Chính chúng ta không chia sẻ tài sản với những người láng giềng nghèo khổ. Chính chúng ta không đủ chuyên tâm truyền bá chân lý, lan tỏa thông điệp tình thương bố thí, kiên trì, nhẫn nhục, từ bi bác ái cho tha nhân lắng nghe. Thượng đế chỉ tạo ra vẻ đẹp, Thượng đế tạo ra những bông hoa cho chúng ta ngắm, Ngài tạo ra mặt trời để sưởi ấm chúng ta, để chiếu sáng thế giới này. Ngài tạo ra mưa để mùa màng được màu mỡ. Thượng đế không bao giờ tạo ra những thứ hủy diệt, mà chỉ là chính chúng ta tự tạo. Từ trường tiêu cực của chúng ta đã đem lại tất cả mọi tai họa này. Một khi hiểu được tại sao chúng ta đau khổ thì chúng ta có thể thay đổi. Chỉ khi nào không hiểu thì chúng ta mới tiếp tục. Tương tự như vậy, khi bác sĩ chẩn bệnh, biết được căn bệnh thì bác sĩ có thể chữa được. Nhưng quan trọng hơn hết là chính bệnh nhân phải biết cách sống thế nào để được mạnh khỏe lâu dài. Để giữ cho thân thể khỏe mạnh, chúng ta phải biết quy tắc vệ sinh, chúng ta phải biết dùng thức ăn gì, tập thể dục nào, để có thể phòng ngừa hầu hết bệnh tật. Để cho tinh thần lành mạnh, thì chúng ta phải biết luật của Thượng Đế, luật của thiên nhiên là gì. Chúng ta phải biết những điều này để trí huệ của chúng ta được minh mẫn và trở nên giống như Thượng Đế, bởi vì Thượng Đế tạo ra con người theo hình ảnh của chính Ngài. Chúng ta có rất nhiều thành kiến, rất nhiều định kiến về cuộc sống, về sự khai ngộ, về tôn giáo, về cách chúng ta phải sống như thế nào, về cách người có đạo phải ra sao, về cách minh sư phải sống như thế nào, phải mặc y phục gì, ăn gì và nói năng ra sao. Tôi cũng từng có nhiều thành kiến, trước và sau khi khai ngộ cũng vậy. Dĩ nhiên trước khi khai ngộ thì nhiều hơn, nhưng sau khi khai ngộ chút đỉnh thì bớt dần và càng ngày càng ít. Thượng đế đã làm cho tôi ngày càng khiêm nhường hơn, cho đến khi tôi không còn có ý kiến riêng nào nữa ngoại trừ thiên ý. Tôi phải hoàn toàn làm theo thiên ý. Cũng như quý vị, tôi phải học từ sai lầm. Càng biết nhiều thì chúng ta càng hiểu ít, bởi vì chúng ta đã tích lũy quá nhiều kiến thức thế gian. Chúng ta không hiểu được trí huệ chân thật. Bản chất hiện hữu đầy kiến thức của thế nhân là vậy. Chúng ta quá hãnh diện với bằng cấp thạc sĩ hoặc bất kỳ kiến thức gì đạt được ở trần gian này, mà quên rằng chúng ta còn vĩ đại hơn các thứ đó nhiều. Thật ra khi chúng ta quá tự cao, nghĩa là chúng ta coi thường chính mình, bởi vì chúng ta còn vĩ đại hơn thế rất nhiều. Dĩ nhiên kiến thức thế gian không cản trở trí huệ tâm linh, nhưng nếu chúng ta cứ bám vào đó thì chúng ta sẽ gặp rắc rối. Nếu nghĩ rằng mình đã hay, đã giỏi rồi, thì chúng ta có thể bị đầu óc gạt gẫm. Đầu óc chúng ta thích danh vọng, thích được tân bốc, thích ảo tưởng, nghĩ rằng mình giỏi. Mặt khác, đầu óc cũng dìm chúng ta xuống. Nó có thể làm chúng ta chìm vào trầm cảm và có mặc cảm tự ti, và nó cũng làm chúng ta không tin vào sự vinh quang chân thật của mình. Khi được hỏi làm sao chúng ta loại bỏ được những suy nghĩ xấu, sư phụ trả lời như sau: Phải, rất khó. Quý vị phải sử dụng lực lượng tiềm tàng của mình. Quý vị phải tu hành pháp môn Quán Âm. Rồi thì quý vị sẽ tự nhiên trở nên thuần khiết. Chúng ta không cần phải tranh đấu như thế nữa. Mỗi ngày chúng ta dùng ánh sáng và âm thanh để tịnh hóa, để gột rửa mình. Nhưng cũng có một cách để kiểm soát nữa là nhật ký tu hành. Mỗi ngày, quý vị tự kiểm thảo chính mình xem thân khẩu ý của mình trong sạch hơn được bao nhiêu. Quý vị sẽ thấy sự tiến bộ của mình. Đáp lại câu hỏi,
Tại sao chúng ta gặp quá nhiều khó khăn và bất hạnh? Có phải Thượng Đế an bài những điều này? Sư phụ trả lời, không phải, bởi vì chúng ta sống ở thế giới này và có hành động và phản ứng. Chúng ta tạo nhân quả cho cá nhân mình, đồng thời cũng có cộng nghiệp của toàn thể xã hội và mọi từ trường. Năng lượng xấu sinh ra tai nạn, tai ương, thảm họa, bệnh tật. Năng lượng xấu này phát xuất từ thân khẩu ý xấu của chúng ta. Bất cứ thứ gì cũng có năng lượng. Cho nên thân khẩu ý của chúng ta phải thuần khiết. Đó là lý do chúng tôi đưa ra ngũ giới và lối dinh dưỡng thuần chay để thanh tịnh hóa từ trường của chúng ta. Chương 2. Vượt qua những chướng ngại, vượt trên tội lỗi. Có người hỏi sư phụ có giải pháp nào để chấm dứt sự hung hãn và bạo lực hay không? Sư phụ trả lời, không, tôi không có cách nào cả. Quý vị có, mọi người đều có khả năng này. Nếu chúng ta không giết người thân động vật nữa, nếu chúng ta chấm dứt tất cả hành động bạo lực, thì thế giới sẽ trở thành địa đàng. Đây không phải chỉ là bổn phận, mà là trách nhiệm của mọi người. Quý vị không nghĩ vậy sao? Bởi vì nếu mình sư nào cũng có thể làm được, thì Chúa Giêsu đã làm rồi, Đức Phật cũng đã làm xong từ lâu rồi. Khi được hỏi có những thứ như tà linh, ma quỷ hay Satan nhập vào con người hay không? Sư phụ trả lời, có những thứ như vậy. Nhưng có rất nhiều tà linh ở trong tâm con người. Khi chúng ta phát sinh lòng thù hận, khi chúng ta phát ra những ý nghĩ u ám và áp bức hướng tới người khác, thì chúng ta sinh ra những làn sóng điện vô hình vào trong không gian. Những làn sóng này hội tụ lại với nhau thành một lực đáng sợ không thể nghi bàn cho những ai tình cờ đi ngang qua hoặc tiếp xúc với môi trường đó mà đầy thù hận, đầy lực lượng u ám, ngột ngạt. Cho nên tốt hơn là chúng ta lúc nào cũng phải nghĩ tốt, làm tốt và nói tốt. Nghĩ đến Thượng Đế, làm như Thượng Đế và nói về Thượng Đế và nhận thức Thượng Đế thì còn tốt hơn nữa. Nghiệp chướng. Liên quan đến luật nhân quả, sư phụ giải thích như sau. Tất cả các tôn giáo lớn và tốt đều nói tới luật nhân quả. Nếu không, tại sao họ lại giảng dạy và khuyên nhủ chúng ta làm điều tốt nếu những hành động của chúng ta không mang lại hậu quả nào? Đó là lý do mà luật nhân quả và luân hồi được đề cập đến trong tất cả các tôn giáo lớn. Có khi luật đó được giải thích rõ ràng hơn. Có khi thì chỉ nói ẩn dụ. Luật lệ thế gian được đặt ra để bảo vệ trật tự xã hội. Trong vũ trụ cũng có luật lệ được đặt ra để chăm lo trật tự và an lành của mọi tạo vật trong vũ trụ. Chúng ta không phải chỉ sống trong một quốc gia, mà chúng ta còn là công dân của vũ trụ và mỗi quốc gia tương tự như một dinh thự. Do đó, chúng ta phải biết luật lệ của vũ trụ. Và nếu chúng ta tôn trọng các luật đó, thì nó sẽ bảo vệ chúng ta tránh khỏi trải nghiệm những đẳng cấp hiện hữu thấp hơn. Khi được hỏi chúng ta có thể giảm nghiệp bằng cách cầu nguyện không, sư phụ trả lời, có thể nếu chúng ta có đủ thành tâm. Bởi vì cầu nguyện thành tâm và chuyên sâu cũng là một loại thiền. Chúng ta trong trạng thái thiền. Do đó, cầu nguyện có thể đi đến chỗ tận cùng của ân điển, công đức và kho phước báo của chúng ta. Cho nên nó có ảnh hưởng, nó rửa nghiệp. Chỉ khi chúng ta thật sự thành tâm và vô cùng khao khát xin tha thứ thì mới có kết quả. Trong một bài giảng, một thánh giả thỉnh cầu sư phụ giải thích do nghiệp quả gì mà sinh ra những kẻ độc tài gây ra chiến tranh, giết chết hàng triệu người và làm hàng triệu người khác đau khổ. Sư phụ độ lượng nhất trả lời như sau. Đó là cộng nghiệp của cả nhân loại mà như tôi đã nói, đó là sản phẩm phụ của sự tương quan giữa con người và những chúng sinh khác trong thế giới này hoặc các thế giới khác. Và những loại sản phẩm phụ này trở thành loại năng lượng rất mạnh mẽ, rất hùng mạnh, quanh quẩn trong bầu khí quyển của địa cầu.
Khi nó quá dày đặc, quá nhiều, thì nó phải biểu hiện thành cái gì đó hữu hình, như là một kẻ độc tài khủng khiếp giết hại hàng triệu người, vân vân. Do đó, có thể nói là chính chúng ta là người chịu trách nhiệm. Nếu mỗi chúng ta sống một cuộc đời đạo đức, giữ những điều răn và tránh mọi hình thức sát sinh, kể cả việc không sát sinh gián tiếp bằng cách ăn thuần chay, thì ngay từ đầu, thế giới đã không bao giờ sinh ra những kẻ độc tài kiểu này. Có những trải nghiệm khủng khiếp này là để nhắc nhở chúng ta về lối sống đạo đức, và nếu chúng ta vẫn chưa thức tỉnh, thì những chuyện như vậy sẽ tiếp diễn để nhắc nhở chúng ta cho đến khi toàn thể nhân loại thức tỉnh.